Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Em lại có cái món combi rong biển lại tiếp tục về hàng để cho cô chú anh chị em cùng sử dụng đấy nhé. Nó là cái combi rong biển hữu cơ này, sử dụng cho được tất cả các loại cây trồng và ở mọi giai đoạn của cây nhé. Sử dụng từ lúc cây con cho tới khi cây có ra hoa đậu quả nuôi trái. Và ngoài ra nó còn có thể sử dụng để trộn với cả cái nấm, men ủ phân Chico ấy, hỗ trợ nấm đối kháng Chico hoạt động mạnh. Nó sẽ giúp cho cây trong thời kỳ ra hoa là kích thích ra hoa, chống nghẹn hoa, rụng hoa và tăng đậu trái, hạn chế rụng trái non hoặc rụng sinh lý này. Và kích thích cây trồng tăng hấp thụ dinh dưỡng từ đất và cải thiện hiệu quả sử dụng phân bón. Và dưỡng trái non, hạn chế méo trái, giúp lớn trái, ngọt trái và chắc trái nặng ký. Nuôi dưỡng hoa to khỏe, mập và to củ, quả, trái, chắc ruột và màu đẹp. Giúp cho cây con là chồi mập, to lá, xanh dày và chắc khỏe. Giúp cây trồng tăng khả năng chống chọi với điều kiện thời tiết bất lợi và môi trường ô nhiễm như là nắng nóng, khô hạn và đất nhiễm phèn. Gói 100g này, các anh chị có thể pha được khoảng 200 lít nước cho một gói này, là bằng với khoảng tầm 10 bình đeo lưng nhé. 200 lít là bằng với 10 bình đeo lưng. Sử dụng cho cây rau màu, cây ăn trái và cây công nghiệp đều được này. Sử dụng để cho nó giúp mát bông, lớn trái, chống rụng, hạn chế vàng lá thối rễ và phục hồi cơi đọt, là dùng cho cây sau thu hoạch thì sẽ phục hồi cơi đọt này. Và giúp chống khô đen bông, chống sương muối, năng suất tăng vượt trội. Một gói được một phi nhé, một phi 200 lít nhé. Giá của gói này là chỉ có 70.000 thôi. 70.000 là được một phi 200 lít, là bằng với 10 bình đeo lưng. Các anh chị có thể sử dụng kết hợp cùng với cái thuốc ở các giai đoạn của cây trồng. Cây đang ra hoa nuôi quả thì mình sẽ kết hợp cùng với cái thuốc mà ra hoa nuôi quả. Cây mà trong thời kỳ phục hồi cây, phát triển cây, sinh trưởng thì mình sử dụng những loại thuốc mà để hỗ trợ sinh trưởng phát triển cho cây này. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.